thầy muốn tôi giả làm con trai của gã trọc phú đó hả? Thông minh. Nhưng tôi chỉ sợ làm thầy thất vọng. Mọi chuyện bại lộ ra thì... Sợ à? Mò tính toán rất kỹ rồi, chắc chắn sẽ không bại lộ. May mắn của chú em là tất cả những người thân đã chết. Mò vì vậy cũng không cần phải dựng một cái chết giả nữa. Chú em khóc hả? Chú em ra giang hồ lâu như vậy mà vẫn không biết nín nhịn cảm xúc của mình đó đa. Xin lỗi thầy. Muốn làm chuyện lớn, chú em phải quên hết những chuyện quá khứ. Điều cần nhất bây giờ, chú em phải xóa hẳn cái tên Lương Văn Sỏi ở trong não và chặt hết những mối quan hệ trước kia. Người có thể giúp chú em thay đổi số phận này không phải là Mo, mà là một người đàn ông có tên là Võ Kim Phan. Ông ta sống ở dưới Bạc Liêu và cũng thuộc hạng giàu có nhất nhì ở xứ đó. Chú em chính là Võ Kim Cẩm, sẽ là đứa con trai của ông Võ Kim Phan. Ông ấy rất muốn tìm lại được đứa con trai này. Đứa con trai này ông ấy có được với người vợ trước là Quỳnh Ngọc Lệ. Nó đã thất lạc 20 năm trước. Hiện thời Võ Kim Phan chỉ có một đứa con gái, nên hắn mong mỏi tìm lại được đứa con trai thất lạc để nối dõi tông đường. Lọt vào gia đình đó, coi như chú em đã nắm gần trọn một cái gia tài kết xù. Khi đó chú em biết phải ăn chia với thằng anh này như thế nào không? Tôi ra giang hồ đã lâu, rất hiểu luật chơi. Nhưng trong phi vụ đặc biệt này, thiệt tình tôi không biết gì cả. Thầy cứ nói thẳng ruột ngựa ra đi. Gia tài đó cưa hai. Sao, chú em có ý kiến gì không? Cưa hai chỉ là chuyện nhỏ. Điều tôi lo ngại là tôi không biết làm cách nào để cho ông ta tin tưởng tôi là người con thất lạc của ông ta. Mò có cách làm cho hắn phải tin. Đây là cha của anh, ông Kim Phan. Năm nay đã hơn 50 tuổi, chuyển nhà từ Cần Thơ về Bạc Liêu để sinh sống và làm việc. Ông Phan rất muốn có danh dự với người ta, nên 3-4 năm trước ông mới tranh cử nghị viên trên tỉnh thành. Tuy tốn nhiều tiền, xong cũng may là thắng cử. Vợ chồng ông thường xuyên làm việc thiện tâm nên được các cử tri yêu mến. Con gái của họ, cô Cầm Thư, đang học tại một trường đầm trên Sài Gòn, nên cô mới thi đậu vào trường Reve Elemente đó. Ruộng đất của ông hơn 500 mẫu, hai tiệm vải lớn nhất xứ Bạc Liêu. Gia đình này ngồi không trăm kiếp cũng phủ phê nữa. Ôi, giàu dữ vậy hả? Ừ. Nói vậy là tôi là con trai của ổng, là tôi lấy hết gia sản luôn hả? Tôi đánh bài đã luôn á. Chú em đánh bài được cả trăm kiếp. Trời, sướng quá. Vậy là mình được. Nhưng không phải là nếu, mà chú em chính là đứa con trai ruột của ổng, một đứa con trai duy nhất bị thất lạc. Nhớ kỹ chưa? Nhớ. Còn đây là mẹ ruột của chú em. Bà là Quỳnh Ngọc Lệ. Bà rất xinh đẹp, nên hồi đầu ông ngoại của chú em không có đồng ý gả cho ông Kim Phan. Tại vì không phải gia cảnh của ông Kim Phan nghèo khó, mà do ông ta là một nhà buôn lụa rày đây mai đó. Ông ta điển trai lại phong lưu hào hoa, nên ông bà ngoại của chú em sợ lấy người này sau này sẽ khổ. Nhưng vì bà Lệ thương ông Phan quá, nên cuối cùng ông bà ngoại cũng đành đưa gả. Bởi vậy đúng là đàn bà thiệt tình. Quên. Ông bà ngoại. Đúng vậy, tôi đoán đúng rồi đó. Còn bây giờ tới phần sửa cốt. Hả? Sao tự nhiên cái là sao thầy? Chút xíu đi, chú em sẽ biết. Dạ, mời thầy vô. Chào thầy ký giả. Dạ. Những gì thầy dặn tôi đã hoàn thành. Dạ. Đây là thầy Dương.
Dạ chào thầy. Thầy sẽ lo diện mạo bên ngoài cho chú em. Hả? Nè, mặc đi. Của tôi hả? Ừ. Vô trong kia thay. Dạ dạ. Giờ mời thầy ngồi uống nước. Dạ thầy không quen. Đẹp trai lắm. Nhưng mà còn tóc tai chưa được. Hả? Cái này chắc để thầy Dương giải quyết giùm. Thầy yên chí, phần này tôi sẽ lo được. Cảm ơn thầy Dương. Gặp lại sau ha. Dạ. Hả? Theo tôi. Dạ tôi đi nghe.